Xin chào cả nhà. Nhân dịp đầu xuân năm mới, Vừng xin chúc tất cả mọi người ai nấy cũng được một năm mới bình an và hạnh phúc. Bây giờ thì chúng ta đã thấy là chỉ có bình an thì chúng ta mới hạnh phúc được thôi, đúng không ạ? Chứ còn sống trong một thế giới chuẩn bị chiến tranh hay là đang chiến tranh thì điều đấy rất là khủng khiếp. Như đã hẹn với mọi người, mình sẽ trả lời tất cả những câu hỏi thắc mắc của mọi người vào hôm nay. Những câu hỏi này thực ra là nó tự nhiên nó rơi từ trên trời rơi xuống vào đúng ngày 30 Tết, chỉ còn vài tiếng nữa là giao thừa, khiến mọi người và mình đều bối rối cả. Thế nhưng mà nó đến thì chúng ta phải giải quyết thôi. Tuy nhiên mình trước khi mình trả lời các câu hỏi này thì mình sẽ nói về quan điểm của mình. Mình không mong cuộc chiến đấu bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Hồng Loan trở thành cuộc chiến đấu để bảo vệ YouTube A, B hay là bảo vệ Facebooker Lộc Vườn Cây. Cho nên trong khuôn khổ cái clip này, mình sẽ trả lời trên một cái tinh thần là thiện chí. Mình sẽ không đả kích ai cả, không tấn công cá nhân của ai cả. Và sau đó thì dù các bạn có người tin hay có người không tin, thì mình cũng sẽ đóng lại tất cả những cái vấn đề nói trong clip này một lần vào hôm nay và sẽ không nói lại lần nữa. Cho dù thế nào mình cũng sẽ không phát biểu nữa. Ai tin thì tin, mà ai không tin thì thôi, cũng đã biết làm sao vậy. Thực tế mình trả lời là để dành cho những người đã tin tưởng, đã thương mình và đã ủng hộ mình bao nhiêu trong thời gian qua. Và mình muốn mọi người được cảm giác, tức là được giải phóng cái cảm giác tức tối. Thành ra mình mới quyết định là trả lời thẳng thắn một lần.